Ở phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị đến với phần tin thể thao. Sáng nay, các sĩ tử đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 với môn ngữ văn. Điều thú vị là tiền vệ Phạm Đức Huy một lần nữa đã đoán trúng chính xác đề thi môn ngữ văn tốt nghiệp trung học phổ thông. Trọng tâm của môn ngữ văn tập trung vào các chủ đề sống dựa theo các tác phẩm Bí mật của nước, tác giả Masaru Emoto hay Sóng của Xuân Quỳnh. Sự xuất hiện của bài thơ Sóng khiến người hâm mộ, đặc biệt là fans của tiền vệ Phạm Đức Huy không khỏi giật mình. Bởi vì một tuần trước, trong group trên mạng xã hội Facebook, khi trao đổi với người hâm mộ, Đức Huy có nói rằng đề năm nay khó đoán, ta lại đang ở khu vực cách ly nên đầu óc không minh mẫn. Nhưng ta đoán là Sóng của Xuân Quỳnh. Quả thực, đề thi trọng tâm môn ngữ văn nhằm đúng vào bài thơ kể trên. Tiền vệ này càng cao hứng hơn, ta đã nói Sóng mà. Cách đây 2 năm, tiền vệ Phạm Đức Huy cũng dự đoán chuẩn xác đề thi môn ngữ văn nhằm vào bài Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm. Điều này khiến cho người hâm mộ được một phen trầm trồ về tài dự đoán của Đức Huy.